Xin thưa bà con bác, hiện tại ba mẹ cậu đang đứng trước mặt bà con bác đó là cái ngã 6 Cộng Hòa đó bà con. Bên tay phải này, bên tay trái nè, có tiệm hủ tiếu Nam Giang nè. Cái hẻm đó là hẻm cà phê Nam Dưỡng. Thì ba mẹ cậu đây, ba mẹ cậu thấy có một cái tin rất là nóng bỏng nè. Một tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh có giá mặt bằng cho thuê thuộc top đắt đỏ nhất thế giới. Và sự thật bức tranh kinh doanh phía sau. Theo đánh giá của gì đó, Việt Nam có hai con đường thuộc nhóm giá thuê mặt bằng đắt đỏ hàng đầu thế giới, đó là đường Đồng Khởi và đường Tràng Tiền Hà Nội. Trong đó đường Đồng Khởi của thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng những đại lộ bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới. Mặt bằng kinh doanh đường Đồng Khởi không nằm ngoài làn sóng trả mặt bằng của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đơn vị này, mỗi giá thuê mặt bằng trên đường Đồng Khởi đạt 390 đô mỗi một feet vuông một năm, tương đương là 350 đô la mỗi một mét vuông một tháng đó bà con. Ghê không? 350 đô là khoảng bao nhiêu tiền ta? Một mét vuông là 350 đô đó, và mày còn biết là bao nhiêu tiền Việt. Thực tế trên tuyến đường Đồng Khởi vào đầu tháng 12/2023 là mới đây nè, con đường kinh doanh sầm uất và giá mặt bằng cho thuê đất đỏ thuộc top đầu thế giới này cũng đang chịu sự ảnh hưởng của kinh tế suy thoái. Dọc tuyến đường chưa đầy 1 km này chúng tôi đếm được gần 10 mặt bằng bỏ trống. Nơi đây vốn là địa bàn buôn bán sầm uất của các thương hiệu thời trang nổi tiếng làm đẹp. Trừ các tòa khách sạn quy mô thì mặt bằng kinh doanh tại đường Đồng Khởi đa phần diện tích nhỏ. Thế nhưng mức giá thuê vô cùng đắt đỏ, từ 300 triệu đến hàng tỷ đồng một tháng. Ghê quá. Thấp nhất là 300 triệu, mà nhiều nhất là 1 tỷ một tháng. Đứng đầu hàng top 13 thế giới. Rồi, giờ mình đi lên đường mình đi nha bà con. Giá mắc quá mà giờ sao thuê nổi. Ba Michael không biết buôn bán như thế nào nha bà con. Nhưng mà bà con có bắt thử tưởng tượng đi, 1 tỷ một tháng, như vậy là một tháng 1 tỷ, như vậy là mỗi một ngày bao nhiêu tiền ta? Thôi cho 900 triệu đi chứ 1 tỷ khó chia quá, 900 triệu chia cho 30 ngày, vậy là ngày nhiêu, 30 hả, 10 ngày 300, một ngày tiền thuê không 30 triệu bà con. Wow, bà con cô bác thử tưởng tượng ra một ngày mà 30 triệu đó, tiền thuê mặt bằng không, chưa tính nhân viên, rồi chưa tính gì hết, rồi nhập hàng gì mà về mà bán mà lời gì mà 30 triệu. Như vậy là để mà có lời á, là mặt bằng đó là doanh thu á, là mỗi ngày là phải thu về 100 triệu nha bà con, khiếp đảm không. Trời ơi, ba mày gồ nghe con số đó không phải ba mày gồ lè lưỡi luôn á, hèn chi là làn sóng trả mặt bằng là đúng rồi. Chết cha rồi, sai lầm rồi. Tại sao mình lại đúc đầu vô đây? Ây da, phía trên nó bị cái gì mà nó bị kẹt vậy? Con đường này mình quay đầu không được luôn nè. Rồi, xong phim. Sai lầm rồi, sai lầm của đời tôi rồi. Ây da, con đường này ba mẹ cậu chưa thấy nó kẹt xe cái kiểu này bao giờ nha. Lý do tại sao kẹt xe? Bà con cô bác có biết lý do tại sao không? Tại mấy xe hơi nè. Rồi chưa kể bà cũng chắc chắn luôn là phải có chiếc xe đậu lại trên đó đó, nó mới nghẽn đường như vậy á. Để ba mày cầu chạy lên đi cho bà con cô bác thấy. Đó, bây giờ dân không có đường chạy nè, nó phải leo lề. Đó, thêm chiếc xe buýt nữa. Đó. Giờ bắt đầu leo lề nè, mạnh ai leo được là leo nè. Chiếc Vira Sun đậu lại rồi bà con. Đó, đường nó chật rồi còn đậu nữa. Con đường này không biết có cho đậu không ta, mà sao xe tài xế này đậu đây. Đó. Đó, một con xe này đậu. Đó, rồi thêm chiếc xe buýt. Rồi thêm mấy chiếc xe con lấn vô luôn, là hết đường luôn.
đó, đường này mà chỉ cần hai làn xe mà dừng lại cái là kẹt cứng. Đây qua chiếc xe buýt này, đó là bạn có thấy không, hai làn xe hơi. Vậy là cuối cùng là đường phố này kẹt xe là do xe gắn máy hay xe hơi ta? Đó, ở đây mà có một chiếc xe mà đậu ngay đây cái nữa là cái tắc đường luôn, ba làn xe buýt, ba làn xe cái là tắc đường luôn. Đó, xe gắn máy không còn đường chạy rồi bà con thấy không? Đó. Xe bò, ô cha giờ có xe bò nữa hả? Giờ ba mẹ gọi sẽ chở cho bà con bác đi xem mấy con đường đồng khởi ha. Bên đây là bệnh viện Từ Dũ nè bà. Bên phải này là những người đi khám bệnh mà khám thai vậy đó. Nè, con bác xem nè. À, đa phần là phía trước cổng bệnh viện là mấy ông chồng. Bà con cô bác để ý thì đặc biệt là ở đây là toàn là phía trước cổng là mấy ông chồng, mấy đàn ông á, ngồi chờ vợ đi khám thai. À, bên kia nhà cho thuê kìa đó. Xin thưa bà con cô bác thời buổi này mà thuê mấy mặt bằng này nguy hiểm lắm. Cà phê đạm nè, cà phê ông bầu nè. À. Cà phê đạm này ba mẹ cậu cũng thường hay uống nè. Con đường này là con đường Nguyễn Thị Minh Khai nha bà con. Trời đất ơi. Bà con có bác thấy thẳng kìa, mang cái số đứng ngã tư lại người ta để người ta mua đó bà con. Nhưng mà ba Michael rất nể những người đó nha bà con. Ba Michael rất nể những người đó. Bà con bác ba biết bao Michael nể thì sao biết không? Và họ còn, bà con có bác thấy ông đó lớn tuổi đúng không? À. Hồi nãy nếu mà bà con cô bác mà để ý nữa, ngay chỗ góc ngã tư đường Cống Quỳnh đó có một chú mà cái việc chụp cái giò đó. Mua giúp chú đi con ơi, mua giúp chú đi con ơi đó. Rồi ở đây là người lớn tuổi không, cũng cái đó là già đó, ba mày còn nghĩ chắc cũng phải 50-60 tuổi đó. Đó lại người ta để mua vé số, nhưng mà ba mày còn rất là nể những người này nha bà con.
nể lắm. Tại vì họ dù gì đi nữa họ vẫn bỏ cái công sức đổ mồ hôi lao động ra để kiếm cái đồng tiền. Ba mẹ còn rất là nể những người này. Chứ còn một số người á, trẻ rồi đi ôm con đó, đi xin tiền cái đó thì không nên lắm đó. Những người này dù sao nữa họ vẫn trời ơi, mà sao bán vé số dữ vậy trời. Tại người già này bán vé số mua không nổi, không nơi nương tựa. Sao tự nhiên ngã tư nào cũng thấy vậy trời. À, cái này là có vấn đề nha bà con. À, bán vé số thì cũng là tốt nhưng mà ngã tư nào cũng có là có vấn đề. À, mua ủng hộ nè, người không nơi nương tựa nè. Đó là cũng là người già. Ngộ ha. Cái này là có vấn đề đó. À, ngã tư đây đúng nè, để một người già bán vé số nè. Đó bên kia bà con, bên tay phải. Lại là người già nữa bà con. Ở đây nữa nè bà con, người già đó nè. Đó. Ủa tại sao bây giờ là những người già lại đi bán vé số? Gọi Sài Gòn này có nhiều cái khó hiểu lắm bà con. Có nhiều người thì có thời gian đó, bắt đầu ôm mấy đứa con nhỏ đi xin tiền bán vé số. Cái sau cái bắt đầu xã hội lưu luận lên án hết. Bây giờ không thấy mấy đứa nhỏ không xin tiền bán vé số nữa. Bây giờ là chuyển qua tông là người già bán vé số. Thiệt tình khó hiểu. Tưởng một hai người thì đó là chuyện bình thường ấy bà con. Nhưng mà hàng loạt là có vấn đề nha, trên con đường này nè. Đâu có lý nào mà nó trùng hợp đến nỗi mà người già ở đây mà cứ mỗi ngã tư có người già bán vé số. Vậy là con đường này là làm ăn buôn bán được nè bà con. À, cho nên người ta mới kéo nhau ra dữ vậy á. Đó, bà con có thấy không? Ở đây bây giờ không còn cái bà mà mẹ trẻ mà ẵm con nữa nè. Đó, đây là có cái bà mẹ trẻ bà ngồi bà ôm con ở đây nè, bà xin tiền nè. Đó, ba mẹ gò nói thì chứ dư luận mà làn sóng lên tiếng cái là tự động làm lẳng tấp, mất tinh, mất tâm, mất tích luôn á. À, nhưng mà bây giờ ba mẹ gò lại thấy bắt đầu người già đi bán vé số. À, ngộ ghê ha. Sài Gòn này có nhiều cái thứ ngộ lắm, khó hiểu, khó giải thích lắm. Đó là đây nè, có một cái bà ôm đứa con nhỏ 6 tháng tuổi còn bế trên tay luôn xin tiền đây. Đó, bà mày còn thấy các YouTuber rồi bắt đầu cái gì bắt đầu lơi luận lên án cái là ở đây mất tích luôn. Không còn. Đó giờ bà con có thấy em đâu còn ai ẵm đứa nhỏ đâu. Bên đây hồi xưa là bộ tài chánh đó bà con. À. Ồ, ôi coi kìa, thuê nhà kìa, thấy ghê chưa? Đó, bà con quá thấy không? Đoạn này là Thông tấn xã Việt Nam. Trường này là trường Lê Quý Đôn nè.
đây là Dinh Độc Lập. Con đường này là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè bà con. Hồi xưa là đường Công Lý. À, đây là cái khu du lịch Hàng Thử, là bà con bác sẽ thấy là khách đông lắm. Đó, mấy cái đoàn xe du lịch đưa vô kìa bà con bác thấy chưa. Bên đây là trời ơi, sinh viên ngồi công viên kìa. Không biết phải sinh viên không, nhưng mà các bạn trẻ ngồi công viên. Đây cũng là một lối sống lành mạnh. Đó, từng đoàn xe vô kìa bà con bác thấy chưa. Đó, từng đoàn xe vô. Cái Dinh Độc Lập này là một cái điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Sài Gòn nha bà con. Nó cũng giống như chợ Bến Thành vậy đó. Những ai mà khách du lịch mà tới Sài Gòn là phải nên tham quan Dinh Độc Lập. Nơi đây là nơi mà vị mà tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã từng ở đây làm việc. Cho nên người ta còn gọi là Dinh Tổng Thống. Mà trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa thường hay gọi đó là Phủ Đầu Rồng. Đó, từng đoàn xe luôn nè. Sài Gòn là vùng đất du lịch nha bà con. Vô trong đó xem coi hồi xưa là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từng ở đâu. Cái coi cái hệ thống nhà bếp của người ta hồi xưa mấy vị Tổng thống ở ăn ở làm sao. Đó, rồi còn có từng hầm, mỗi lần mà có báo hiệu là phải chạy xuống hầm làm sao, rồi hoạt động như thế nào. Trong đó nó có hết luôn bà con. Rồi cái phòng giải trí, phòng xem phim, rồi phòng ăn, rồi phòng khách, rồi phòng ngủ làm sao. Đó, đi vô tham quan tất tần tật ở trong đó. Nơi đây là công viên, này là công viên 30 tháng 4. Rồi đây là, xin thưa với bà con bác, đây là nhà thờ Đức Bà. Khách Tây quá trời nè. Pháp, cầm cờ Pháp. Đây là khách Pháp đó bà con, du khách Pháp. Người Pháp, đặc biệt người Pháp qua Việt Nam cũng nhiều lắm nha bà con. Nhưng mà nếu mà tính theo mà tỷ lệ mà khách du lịch đó thì khách Pháp qua Việt Nam không có nhiều. Nhưng mà thật ra là người Pháp người ta biết Việt Nam nhiều lắm. Đa phần đó là theo thống kê đó là khách mà đông nhất là vẫn là Mỹ nha bà con. Ở Việt Nam mình Mỹ cái gì cũng đứng đầu á. Người ta cũng chuộng Mỹ nhiều lắm. Rồi tiếp theo nữa là tới Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Đó, mấy quốc gia đó là mấy quốc gia mà coi như là tiềm năng du lịch của Việt Nam á. Trời, ba mấy cậu nhìn cái cảnh này ba mấy cậu thích ghê nè bà con. Mấy đứa nhỏ nè. Nó đi nó tham quan nè. Việt Nam bây giờ dạy con nít tốt lắm nha bà con. Ba mấy cậu nói thật đó. Trường công với trường tư nó cũng giống nhau á. Đó, có những cái buổi tham quan dã ngoại này để cho con nít thấy dễ thương ghê không. Những nhân tài của đất nước tương lai đó bà con. Việt Nam mình mà có phát triển hay không á, Việt Nam mình có tương lai nó có tốt hay không là nhờ vào những cái mầm măng này nè. Ôi, khách Tây nó nhảy. Dưới đường xịt. Ôi, Tây nhảy. I wish you a merry Christmas. Trời, sách Tây nó nhảy rồi. Tây người ta thích vậy lắm nha bà con. Tây ta gì không, toàn bộ là khách Tây thôi. Không khí lễ hội vui ghê không. Chương trình hoạt động nè. Ba mày gọi mấy cái cảnh này là rất là thú vị nè, xe từng đoàn xuống nè. Việt Nam mình mà Sài Gòn mà phục hồi được cái ngành du lịch là kinh tế người dân nó khá lên liền
khi mà kinh tế người dân khá lên thì cuộc sống bà con nó sẽ ấm no hơn. Ba mẹ còn có niềm tin đối với là cái nền giáo dục của Việt Nam, nói chung hơn Việt Nam thì ba mẹ còn không biết, nhưng mà ở Sài Gòn này nè, ba mẹ còn không biết các trường khác như thế nào nha, nhưng mà những cái ngôi trường con của ba mẹ còn học đó, nó tốt. Và ba mẹ còn nhìn thấy mình đi ngoài đường là mình thấy cái cách học hồi xưa nó khác hồi xưa nhiều lắm. Mầm măng tương lai đó, giờ mà nếu mà Việt Nam mình, Sài Gòn nói riêng mà Việt Nam mình nói chung, mà nếu mà biết đầu tư vô cái lớp trẻ này đó là phát triển mấy hồi. À, đường này đường Hai Bà Trưng nè. Không biết bà con cô bác thấy sao chứ ba mẹ cậu đi trên đường mà ba mẹ cậu mấy đứa bé vậy mà đi vậy, cái tự nhiên mình thấy nó vui vui trong bụng lắm. Nó đi nó học ra những ngoài trời, nhiều khi ba mẹ cậu thích vậy á. Ở nước ngoài vậy nha bà con, người ta cho mấy cái cách dạy giảng dạy á, người ta cho con nít nó đi ra ngoài trời nhiều lắm. Nó gọi là đi học bên ngoài á. Hồi xưa cái thời của ba mẹ cậu đi học toàn là chỉ có biết là tới cái lớp cái trường đó thôi, chứ đâu có đi, không có đi đâu á. Học là tất cả mọi thứ đều qua sách vở hết. Nhiều khi học con cọp, con gà, con đồ là nhìn qua tấm hình thôi, chứ đâu có được. Còn bây giờ là tụi nhà trẻ này là nó đi nó nhìn thực tế luôn đó. Cái đó rất là hay luôn á, ba mẹ gọi nó thật. Hồi đó mình lớn nghèo nó nổi mà nhiều khi mà mấy cái tờ sách mà nó không có in màu á, là mình chỉ biết con cọp là nó như vậy á. Cái còn thời nay mà hiếm khi nào mà có sách nào mà nó in màu cái nữa là tuyệt vời, nhưng mà xưa in màu hiếm. À, đây là trường Trần Đại Nghĩa nè, phổ thông chuyên nè. Trường này xưa là trường La Santa Pe, một cái trường tư thục á.